Mời bạn nam. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Và bạn trai bên kia. Rồi. Em tên gì? Dạ, em tên Dương Thục Đan. Em ở Bến Tre. Em nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi. Mình làm công việc gì Đan? Em vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư môi trường và em mở quán trà sữa để kinh doanh thôi. Em mở ở đâu? Bến Tre hay là dạ, Sài Gòn? Ở Bến Tre. Sao hiền quá vậy, cho thấy rụt rè quá vậy. Mời bạn nam giới thiệu. Dạ, xin chào hai MC. Xin chào bạn nữ và xin chào toàn thể quý vị. Em tên là Trương Hoàng Hưng, năm nay 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì Hưng? Dạ, cũng giống bạn bên đó là kinh doanh về trà sữa. Ủa vậy hả? Trà sữa luôn. Rồi. Lạ ta. Hai chị mà cạnh tranh nhau rồi. Em bán ở đâu? Dạ em bán ở quận 6 à. Quận 6. Quận 6 về Bến Tre cũng gần đó nha. Đường nó đi gần đó. Thôi bây giờ mình nói về tình trường đi. Đúng rồi, đường tình trường bạn có mấy mối tình rồi? Dạ thật chắc thì em chưa có mối tình nào anh. Có biết yêu chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Bạn gái? Dạ em có một mối tình. Một mối tình đi học. Rồi vậy em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ là phải lương thiện, vui vẻ. Bán trà sữa lương thiện được chưa? Lương thiện, vui vẻ, có đạo đức. Về ngoại hình mình có cái mẫu như thế nào không? Dạ cao trên 1m7. Em thích những bạn nam mắt một mí, mũi cao. Trời ơi, muốn sao thích mắt một mí em? Lý do tại sao? Tại nhìn dễ thương. Bên kia mấy mí? 2 mí rồi hả? 2 mí dạ, rưỡi. Rồi bên kia cao nhiêu? Hơn 1m7. Được. Bên đây đưa ra tiêu chí mình đi. Cao trên 1m5. Cao trên 1m5. Xinh tươi, biết gia đình. Cô kia hiền, chắc chăm lo gia đình rồi đó. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Hay giận dỗi. Có hay giận không em? Dạ cũng sơ sơ. Sơ sơ hả? Bây giờ chị hỏi em nè, sao mình biết người ta có lương thiện hay không? Mình kiểm tra bằng cách nào để chị qua chị kiểm tra giùm em? Nhìn gương mặt thấy hiền lành. Nhìn gương mặt thấy hiền là lương thiện hả? Chưa chắc. Hả? Em cũng không biết nữa. Trời, không biết sao thích lương thiện. Dạ thì tiếp xúc lâu em mới biết. Vậy chị cũng biết đường nào mà chị kiếm cho em luôn nữa. Chào chị. Bạn có lương thiện không? Không, em có tâm. Sao đeo bông tai chi dữ vậy? Tao bán trà sữa xu hướng là tin mà, đúng không? Dạ. Rồi cũng rung hồi hộp lắm, sao mồ hôi đổ dữ vậy? Chưa có người yêu nào hết trơn mà. Chưa thì... biết yêu luôn mà. Mà có thích gái không? Dạ có chứ. Có hả? Có sao đó vậy, chưa có mặt mày sáng sủa đẹp trai. Ừ. Bán trà sữa tiếp xúc với bạn nữ cũng nhiều. Nói chung là chưa thấy ai thích hợp đối với mình hết. Định hướng mình là kinh doanh trà sữa ngày càng lớn mạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Lấy vợ về phụ bán trà sữa đúng không? Dạ. Kiếm đúng nghề rồi đó. Cô này là hợp rồi đó nghe, nhưng mà cố gắng phải tự tin mà mạnh mẽ lên chút xíu. Nhát quá sao cô gái được. Kéo màn lên phải tấn công, phải nói chuyện lớn lên nha. Dạ rồi. Rồi. Tướng tá bự con ngon lành sao nói chuyện nhỏ xíu vậy không biết nữa. Thằng trai là phong độ lắm mà nha. Có bao giờ em tưởng tượng rằng em hôn một cô gái nào đó trong giấc mơ không? Cái này khó. Khó hả? Khó hay có? Dạ khó. Khó tức là chưa bao giờ? Dạ chưa. Có bao giờ em thấy người ta hôn nhau chưa? Em thấy rồi. Lúc đó em cảm giác làm sao? Hả? Cái này khó. Cũng khó tức là chưa có luôn. Nghĩa là không có cảm giác luôn. Dạ có mà... Có chứ. Có bao giờ bạn bè mình nói mình không chuẩn men không? Dạ không. Không hả? Dạ đúng rồi. Chứ anh cũng nghi vậy nha. Chứ đi chơi một cái người mà chưa bao giờ hôn, mà chưa bao giờ có bạn gái, mà chưa bao giờ cả nằm mơ thấy mình hôn nhau, anh cũng nghi lắm mà. Cái này nói thiệt, em nói cho bên kia gọi là tin tưởng đi, em có chuẩn men không? Dạ chuẩn men. Chuẩn men đúng không? Dạ đúng. Cái này anh không kiểm tra được. Chào em gái, dễ thương quá. Vấn đề chỗ còn lại là em quá hiền luôn. Nhút nhát nữa. Này bán trà sữa ta vô họ nội mà hỏi trà sữa không chắc cũng nửa tiếng à. Nhát quá. Anh nói thiệt với em nha, nãy giờ anh ngồi bên đây đó là một trong những người con trai người ta gọi là quý hiếm, khó tìm lắm. Còn chuẩn men hay không là do em quyết định nha, chứ anh không biết. Rồi mình hỏi ra ý kiến người thân xem sao. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị và em gái. Rồi đâu cho chị gặp mà chị có của Đan. Có chị ruột, có hiền chị nhát ruột đâu? Nhìn thấy giống rồi. Áo vàng là em gái ruột đó hả?
Rồi, hai chị em gái ruột có bộ lanh hơn á. Dạ đúng rồi ạ. À, sao em gái hiền quá vậy chị? À, chắc hôm nay không được tự tin lắm, nhưng bình thường thì cũng lanh lanh lợi. Chị đánh giá thế nào về anh này? À, thấy bạn trai bên này cũng khá dễ thương, thấy nói chuyện thấy cũng hiền. Được. Tin tưởng cái này chuẩn men. Em có cảm giác ok hay dạ? Ok. Chỉ có phụ nữ mới cảm giác được. Nam em gái thấy sao em? Dạ, em thấy anh nhìn trưởng thành, chững chạc, hợp với chị em. Hợp ha, bán trà sữa phụ được ha. Anh đẹp trai mà, trời ơi. Xét anh đẹp trai không em? Tá là dạ đẹp. Hơi bị đẹp trai ha. Hơi bị xoáy ca đó nha. Rồi, chị với em gái là đều khen hết rồi đó. Ăn thua em thôi đó. Rồi, còn rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn cấp 3 của em rồi. Cấp 3 hả? Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em là bạn rất thân từ cấp 3. Từ cấp 3 luôn. Dạ. Em, trong lúc đi chơi tôi học cấp 3 đó, có cô nào để ý anh này không? Dạ, cũng có mà Hưng không có để ý lại. Kỳ vậy? Cứ coi như bạn bè bình thường không? Có khi nào Hưng khen bạn trai nào cho em nghe chưa? Dạ, dạ không đâu. Thấy người ta dễ thương quá, người ta dành nhanh ghê. Hưng chuẩn men 100% mạnh mẽ. Cũng có hả? Dạ. Có bao giờ ghẹo cô nào chưa? Cũng nhát gái quá vậy. Chưa ghẹo đúng không? Kỳ lạ đó. Tôi thì không có phát hiện được thôi, cái gì thôi tí này. Để cho họ gặp nhau đi anh Linh ơi. Gặp đi ha. Thôi để cho họ gặp nhau đi. Thấy rất là men á. Còn chuẩn thì chưa biết sao. Này dạng này là hơi đẹp trai ha, phong độ à. Bây giờ tự cảm nhận nha. Kéo màn để bạn gái bên kia thôi. Kéo màn lên. Em làm dưới được mấy tháng rồi? Dạ khoảng 3 tháng. 3 tháng hả? Em cảm nhận cái đó công việc nó khó không? Dạ khó. Khó không? Cũng... Em muốn rủ anh đi học chung anh Băng á, anh có muốn đi không? Cũng được. Đang buôn bán tốt mà rủ học văn chi mất chi phí. Cái những thời gian nào em rảnh trong tuần hay là em coi như bây giờ em về dưới sau dưới Bến Tre sống luôn hay sao? Dạ hiện tại là em sống ở quận 9. Tại vì em gái của em vừa mới đậu đại học nên em lên sống cùng. Rồi nhà dưới em cho thuê rồi. Em đang suy nghĩ là không biết có nên mở quán trên đây và xin một việc làm theo cái chuyên ngành của em hay không. Đó, cái vụ mở quán được đó. Bây giờ nè, nó mở quán đi, mở chi nhánh rồi phụ quản lý cho. Thôi kết hợp dạy qua dạy lại. Đừng đi học đánh gián, trời ơi. Lo tao làm ăn đi. Anh cũng từng trải qua được 2 năm rưỡi rồi. Có gì ví dụ mình tiến tới được với nhau thì anh sẽ hướng dẫn, chỉ giúp cho em những cái nào mà anh dốc ngã thì anh sẽ chỉ. Dạ. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi chúng ta nói cái cảm nhận lần đầu tiên nhìn thấy nhau, mình có xao xuyến gì hay không? Trong lòng mình thấy thế nào? Tim mình có đập nhanh hơn không? Mình cảm giác người đối diện có phải một nửa của mình hay không? Rồi, bạn trai phát biểu trước đi em. Em cần kiếm một bạn nữ nào hơi nói nhiều xíu để bổ sung cho em. Bản thân em ít nói rồi. Bạn nữ này cũng cũng hơi ít nữa. Đâm ra có nó hơi từ khi cũng hại đó, cô mắc cỡ chứ cô nói nhiều lắm. Dạ, tại vì bữa nay em chưa chuẩn bị tâm lý xong. Dạ. Em thấy người đối diện như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng được. Được quá chứ. Mà em cũng được, anh thấy hai người hôm nay rất được. Vấn đề các bạn có chạm vào trái tim với nhau chưa? Thôi, hết thời gian. Cái quyền cảm nhận lực của các bạn nha. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại một lần nữa con tim của mình. Chọn hay không chọn là quyền của hai bạn nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Anh rất vui nha khi mà thấy hai em đều bấm nút. Thật sự như vậy. Nắm tay đi hai em. Nào, hy vọng rằng cái nắm tay này sẽ không bao giờ buông ra nha. Em gái cảm giác thế nào? Cũng hơi lo. Lo cái gì? Dạ, thì không biết sau này sao.
chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao cũng không sao. Anh muốn em hôn vào má cô ấy một cái để kỷ niệm này gặp lại. Nụ hôn đầu tiên đấy, nụ hôn đầu tiên nha. Nào, hôn đi em. Bản lĩnh đâu, chuẩn men đâu. Để Nguyên, từ từ, từ từ. Nào, chuẩn men nào em trai của anh. Nhẹ nhàng cảm nhận cái nụ hôn. Để Nguyên, để Nguyên. Thấy thế nào? Thấy ngại. Thấy ngại hả? Đừng ngại gì cả. Tôi thấy các bạn nắm tay nhau hôn nhau là tôi cảm xúc dữ lắm. Thương các bạn lắm. Nào, đây những chiếc vé xem phim của hệ thống Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Vào nơi đó và cảm giác không gian lãng mạn và hôn nhau nhiều hơn.